Hello, chào mọi người. Đây đây là một cái siêu phẩm mà có thể nói là một cái siêu phẩm mà mình phá cách còn dữ dằn hơn cả con su ghẻ đít nữa. Con su ghẻ đít ở phần trước thì chúng ta chỉ là đơn giản là tháo nguyên bộ sừng đuôi nhưng mà vẫn sử dụng lại bình xăng rồi tất cả mọi thứ. Thì đối với cái con xe Yamaha R15V3 với động cơ VVA 155 phân khối này thì một cái sự hoán cải gần như là thay đổi toàn bộ cái ngoại hình. Bây giờ mình sẽ không chần chờ gì nữa, mình sẽ xích đít ra một tí xíu để cho mọi người cùng xem tổng quan của em đó ha. Rồi, các bạn nhìn có thấy hơi bị lạ lạ con mắt không? Dĩ nhiên các bạn sẽ chưa quen thôi, nhưng mà đối với mình đây là một con xe mà mình thiết kế lại toàn bộ mọi thứ để phù hợp với xu 9 tuổi nhà ta. Xu 9 tuổi nhà ta cũng bắt đầu nên là tập sử dụng những cái phân khúc bắt đầu xe sport bike bự hơn tí xíu. Mặc dù đã chạy UB150 rồi nhưng mà có vẻ vẫn phải chuẩn bị sẵn lên những cái con sport bike này. Thì với con sport bike này thì full dàn áo của nó là lấy từ con xe để mà đào tạo những cái tay đua dữ dằn nhất, đó chính là con Honda NSF 250 phân khối. Thì full dàn áo đó là dàn áo nguyên bản nhưng mình đã quyết định là mình làm lại. Thì như mình đã nói với con Suzuki GSX R150 kia thì cái phần sườn đuôi ở đây mình cũng đã cắt bỏ nguyên cái bộ sườn đuôi zin kèm engine hết luôn. Và cuối cùng mình gắn cho nó cái đuôi đấu. Sau đó mình lại làm nguyên bộ sườn hết. Và dĩ nhiên mình vẫn ráp lại nguyên cái sườn đuôi zin khi mình cần được. Dĩ nhiên là phải có một sự chế gì đó thì nó sẽ thành một cái dạng kiểu giống như là xe mắc tiền, có nghĩa là sườn đuôi chúng ta có thể tháo rời được luôn để tiện cho việc sửa chữa hay là thay thế những gì đó. Rồi, thì đây nhìn vô nó sẽ có thêm một cái phuộc đồ chơi nữa, thì mình đã cho nó một cái phuộc nhẹ nhàng, một cái phuộc Racing Boy nhẹ nhàng thôi, nó tầm khoảng 3 củ là ngon lành. Nhưng mà cái quan trọng và khó khăn nhất ở cái chiếc xe này đó chính là cái bình xăng này. Rồi, các bạn nhìn thấy cái bình xăng rất là lạ ha, thì nguyên bản của nó là bình xăng nhôm, có nghĩa là do mình làm á, mình bỏ luôn cái bình xăng lớn kia bằng sắt, nó rất là cao, nó cao lên tới đây rồi nó bự, nó đuôi rất là rườm rà, rất là nặng. Mình bỏ nguyên bình xăng đó luôn, mình làm thủ công nguyên cái bình xăng này bằng nhôm. Thì sau khi mình làm thủ công nguyên bình xăng bằng nhôm rồi á thì mình mới tính á, là mình sẽ làm thêm một cái miếng ốp để ốp ở ngoài, giống như là những cái dạng xe đua khác thì nó đều là bình xăng mà có cái ốp ngoài để bắt vào. Nhưng mình suy đi nghĩ lại thì làm cái ốp chi cho nó cực, đúng không, nặng nề và thêm cái ốp nữa, nên mình nó quyết định là mình sẽ phủ nó bằng cái mút chuyên dụng của mình. Mút này là mút dày khoảng 8 ly, nó là rất là có độ bám và khi mình sử dụng nó để mình dán lên toàn bộ những cái loại bình xăng hay gì thì khi mình kẹp chân nó sẽ không bị gì hết. Và cái bình xăng này cái chiều dài từ đây tới yên mình cũng đã rút ngắn lại bằng cái khoảng cách của xu tay của xu cho tới lại yên, vì thế nên cái bình xăng nó rất là nhỏ gọn. Như các bạn thấy là hiện giờ xe nó rất là gọn và mình bảo đảm là cái xe của mình nó phải nhẹ được khoảng gần 20 kg so với một con R15 zin nha. Mình sẽ cân ở nó ở sân đua tại vì trên đó nó sẽ có cái cân. Rồi, thì cái bình xăng này được làm từ nhôm ba ba mảnh nhôm, một mảnh trên, một mảnh dưới, hai mảnh hai bên. Sau khi mình ghép lại, mình đã hàn nó, mình làm vị trí để gắn bơm xăng và nó vẫn là bơm xăng điện tử luôn nha. Và có cái nắp xăng theo style GB như thế này. Đó có nghĩa là tháo mở bằng tay và có ống thông hơi cắm ra ngoài. Đó để tránh cho cái hiện tượng quá hơi bên trong. Và cái dung tích bình xăng này mình ước chừng nó được khoảng 7 lít, khoảng 7 lít. 7 lít là quá đủ cho những cái sân đua Việt Nam chạy hai ba chục vòng không xi nhê rồi, chứ không cần phải quá nhiều. Còn R15 này nó cũng không tốn xăng lắm. Thì những cái phần bát dư ra của cái sườn zin giống như là bát để bắt sạc rồi những cái vị trí này thì mình cũng quyết định mình để luôn trên xe để lỡ mai mốt có về zin thì vẫn được. Mọi người sẽ thắc mắc là toàn bộ đồ zin tháo ra sẽ làm gì, thì dĩ nhiên là mình sẽ bán cho các anh em nào mà chẳng may có ngã có té hay là gì đó mà ảnh hưởng tới chiếc xe yêu dấu của mình mà thiếu đồ zin thì có thể là liên hệ mình đã xử lý, mình bán luôn cái phần chó đèn trước ốp đầu rồi, còn lại nguyên dàn áo phần ốp đuôi thì chưa. Và ngoài ra còn cái hay nữa là mọi người cứ hay hỏi mình là anh ơi mình mua nhớt ở đâu, nếu mà anh không có địa chỉ chi nhánh ở chỗ em thì em nên mua làm sao trên Shopee làm sao. Thật ra bây giờ mình rất là bận nên cái Shopee mình có nhưng mà mình ít có thời gian để mình ship đồ lắm, nên bạn nào mà muốn mua thì hãy mua ngay cái nơi mà mình hay mua nhớt luôn. Thì để mình giới thiệu cho các bạn, đó chính là cái Vũ Tính Store. À, mọi người lên Shopee nha, mọi người lên Shopee, mọi người cứ ghé vào cái Vũ Tính Store, nó có rất là nhiều chương trình, có cái chương trình flash sale và mỗi tuần vào ngày thứ bảy là nó sẽ sale 10 món và rất là giá rất là rẻ và mọi người chỉ được mua một món thôi, có khi là được nửa giá so với thị trường. Và nếu mà các bạn nào mà nhập nhã Vuva KSH à, khi mà mua hàng sẽ được giảm 5% trên tổng hóa đơn, nhưng mà hóa đơn phải từ 150.000 trở lên nha.
thì cái mã mình sẽ ghi dưới màn hình đó, bạn nhập vào là sẽ báo được. Bạn cứ việc chỉ cần lên trên Shopee bấm Vũ Tín Store là ra, thì cái giá của nó thì các bạn sẽ bất ngờ luôn. Giá bán đã bao gồm ship và những cái thứ gì đó có liên quan là nó cũng đã ngang bằng, có nghĩa là các bạn tổng cộng lại cái giá mà bạn mua trên Shopee á, có khi là chỉ ngang giá với người ta bán lẻ ở ngoài tại tiệm thôi. Vậy thì tội gì các bạn phải đi ra ngoài tiệm nữa, các bạn có thể tự mua về tự thay luôn và dành những cái phần nhớt cũ đó để có thể mà sử dụng hoặc là bán lấy tiền. Bình thường hiện giờ đang bán cũng khoảng 5.000 một lít á, khi mà thay được 10 lần cũng được 50.000, cũng ngon chứ bộ, bán có tiền mà đã hại môi trường nó tội sao không bán. Rồi nhớ nha, hãy ghé Vũ Tín Store ha, và để mình xem coi. Đúng rồi, mã Vuva KSH là sẽ được giảm 5% cho đơn hàng từ 150.000 trở lên và giảm tối đa được 50.000, và giờ flash sale đó là vào 19 và 20 giờ thứ bảy hàng tuần, có nghĩa là 7 giờ tới 8 giờ tối hàng tuần. Thì các bạn nào mà muốn mua tất cả những cái sản phẩm gì liên quan tới nhớt cứ vào đó order một cái là người ta ship liền, chứ còn hỏi mình thì nó hơi lâu ấy. Vậy nên thôi cứ vào Vũ Tín Store ha, mình cũng hay tương tác bên đó, mình cũng mua ủng hộ các thứ tại vì mình thấy nó rất là nhanh, rất là tiện và giá tốt nên mình giới thiệu cho anh em thôi. Rồi kế tiếp đó tới phần gác chân, thì gác chân con này mình cũng y xì giống như là con gãy 150, là mình quyết định làm cái bắp dời dời hai cái lỗ đây từ đây lên đây, nhưng mà thay vì nó dời thẳng lên thì mình quyết định là mình đẩy cái phần gác chân này xích tới phía trước để cho nó hướng cái này gần lại tí xíu mà nó cao lên đó. Rồi cái đũa số, thay vì mình xài cái đũa gym mình đã quyết định là mình sử dụng qua cái đũa đồ chơi, thì cái đũa đồ chơi này cái độ rơ của nó rất rất ít, tại vì gần như là vô là có liền luôn, vô là có liền cần số, mình sẽ đá rất là nhanh. Và cái số này cũng vẫn sẽ là số ngược, có nghĩa là móc lên là số 1, đạp xuống là 2 3 4 5 6. Nhớ nhé, còn xe bình thường các bạn là đạp xuống là số 1 rồi mới móc lên. Thì xe đua thì khi đi trong cua thì nhất định là phải đạp số xuống để lên số thì nó sẽ êm ái và nó nhẹ nhàng hơn là móc lên, và cái thao tác nó sẽ dễ làm hơn. Rồi, lên trên đây thì con xe này được đầu tư nhiều hơn một tí xíu. Thay vì đi cùm zin thì mình đã quyết định là mình đi cùm con Racing Boy, ngon bổ rẻ chơi cũng được. Té gãy không sao. Không thể nào thiếu được một cặp bao tay đua Raven Racing ha. Rồi cục gù nhựa này là để chịu mài mòn khi té ngã xe là cũng do mình thiết kế luôn. Cặp ghi đông nhôm. Đây là cặp ghi đông của Ducati 1198 mà mình rất là ưa thích, tại vì có thể làm sao, các bạn chỉ cần tháo con ốc của cái cùm này ra là bạn rớt được cái cùm ra luôn, không cần phải tháo cái chẵn ba, trong khi rất là nhiều loại xe là muốn tháo ghi đông bắt buộc phải tháo chẵn ba thì cái này không cần, thay thế rất là nhanh và thậm chí thay được cái lỗi này rút ra được luôn. Đấy là chính là lý do mình ưa thích những cái món đồ sản phẩm tháo xe từ Ducati. Rồi đây là một cây trợ lực Hyper Pro và mình đã thiết kế cái bình cái bát nó theo cái bình xăng. Thì nguyên cái bộ bát này đó mình bắt vô là coi như là easy. Bình thường nếu mà xe zin mình bình xăng zin mà bắt được vào easy luôn. Rồi cùm công tắc zin thì nó quá bự nên mình đã quyết định là mình thay thành một cái cùm nhỏ mini thôi để bật on off và đề máy. Và cùm ga mình cũng đã thấy cùm ga của Exciter luôn để cho cái phần sử dụng nó gọn nhẹ nhẹ nhàng. Rồi qua đây cũng một set easy. À có một cái nữa, cái phía sau sẽ rất là lạ lùng. Các bạn sẽ chú ý ha, đây là cái mâm mà các bạn có thể chú ý, đây là cái mâm từ con Sachi hồi xưa. Mâm này là mâm 3.0. Mâm nó đúng ra là của mâm trước CBR 250 đời 1992, nhưng mà nó quyết định mình đẩy thành mâm sau. Mình sử dụng đĩa Yanagisawa hồi xưa vẫn đang gắn xài, xài lại con heo zin luôn, bắt vô là xài. Đó. Rồi bên đây là mình đã làm cho nó là không xài cao su đầm luôn mà mình quyết định là mình xài trực tiếp. Có nghĩa là bắt thẳng vào cái vị trí ốc đĩa và để mà kéo, thì khi mà nó chạy thì nó sẽ có cái hiệu quả tốt hơn và dĩ nhiên là cái xe của mình nó vẫn sẽ mướt hơn nhiều đó, quá mướt luôn, canh nó mướt mượn mồ. Đi xin nhỏ là bảo đảm sẽ nhẹ, dây mình cũng đã cho nó một sợi dây dầu Acosta gắn vào luôn. Rồi tất cả các thiết bị điện mình đã giấu hết gọn gàng phía trong đây, chỉ để cái phần vị trí ắc quy là nằm đây dễ xử thôi, còn lại là mọi thứ thiết bị điện đều nằm ở phía dưới cái phần bình xăng này. Và cái lớp mút này nó vừa, thứ nhất là vừa có độ bám mà nó vừa chống sốc va đập, thì có nghĩa là khi mà lỡ có té ngã va đập vô đây thì nó sẽ không tạo ra tia lửa hay ma sát gì vào cái phần bình xăng nhôm gây cháy nổ, mà chẳng hạn như có thể tương tác với nó thì nó còn nhẹ. Này các bạn thấy nghe tiếng ha, nó là kim loại nhá, là nhôm đấy. Rồi bên đây thì vẫn là giữ cái bát của một bên sườn zin luôn, VVA thì cái động cơ cái cục motor VVA thì nằm lõi đây luôn, kết nước thì mọi thứ đây.
Thì cái dàn áo này rất là nhanh để tháo, chúng ta chỉ cần tháo ba con ốc này thôi, có thể bên kia ba con nó có thể rớt được cái phần dàn dưới. Rồi tới phía đằng trước đây thì mọi người sẽ hỏi là mình sẽ đi mâm gì. Thì đây cũng là một cái mâm hồi xưa mà mình gắn trên con xe chia, đó là mâm RCB của Winner. Đúng rồi, và mình đã quyết định mình làm cái lồng đĩa để dời đĩa ra. Mình sử dụng lại đĩa của R15. Vì sao mình sử dụng đĩa R15? Để mình có thể xài lại nguyên cái bộ phục và bát heo của R15 mà không cần phải chế nữa. Chỉ cần làm cái lồng để gắn cái đĩa, bắt vô thế là xong. Con này thì mình sử dụng vỏ IRC MBR 110 mà mình cũng có bán luôn. Để mà cho nó đua thì cái vỏ này so với lại Corsa 2 thì giá thành nó ngang ngửa nhau. Và chất lượng thì cũng cũng ngang ngang xem nha. À có một cái hay nữa, đó chính là cái con xe này nè, mình sử dụng cái két nước lớn nha. Các bạn chú ý là R15 két nước rất là nhỏ. Thì con này mình đã quyết định là mình lên két lớn luôn, két đồ chơi. Két này là két đồ chơi, két lớn. Các bạn có thể nhìn xuyên qua phía đây ha, nó vẫn gắn được cái quạt như bình thường. Két nước này rất là bự, gần như là bề ngang là bằng cả luôn cái dàn áo luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tháo thử cái nắp xăng cho mấy bạn xem. Đó, mình xăng. Giờ xăng đỏ đây. Thế là xong. Rồi giờ thêm một cái phần nữa là nổ máy nha. Đó, xe mà xe đua thì gần như là không có hệ thống chống trộm gì hết. Bật công tắc thôi là đợi rồi nổ nổ máy thôi. Rồi chỉ việc bấm nút đây là đây. Tức ngực đó. Nói chung là cái tiếng máy của con R15 V3 này nghe chắc hơn là tiếng của con GX. Nhưng mà về tốc độ thì có vẻ như là một một chín một mười á, chứ không phải khác nhau nhiều đâu. Tại vì hiện giờ chúng ta test tại chỗ bô biết thì nó sẽ không có được công tâm, nhưng mà mình sẽ có cái video review cái chiếc xe này khi mà mình chạy trên sân đua ha. Nào bắt đầu vô một ha. Rồi chỉ cần bấm off một cái là tự động tắt hết mọi thứ, bấm on một cái là chạy thôi. Xe này sẽ là xe đặc chế dành riêng cho Su, tại vì Su cái tay nó rất là ngắn nên cái vị trí ngồi từ đây đến bình xăng nó phải ngắn để cho Su chạy thử coi nó ra làm sao. Rồi xe này mình đánh giá là cũng đã xong tới 98% rồi đó, chỉ còn bây giờ cho cái đuôi này dán đề can y chang như phần đằng trước này thôi. Thì phía đằng trước này thật ra cũng như là dán đề can chứ lúc đầu nó cũng là màu trắng như thế này. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở phần kế tiếp khi mà Su nó đã thử xe này. Và các bạn nào ủng hộ mua nhớt các thứ gì từ Vũ Tính Store thì hãy cứ vào đó và tranh thủ những cái giờ vàng flash sale vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối ngày thứ bảy, hoặc là mua tất cả những cái sản phẩm mà đang có sẵn ở trên Vũ Tính Store. Giá thành thì bảo đảm với các bạn là mình đã mua rất là nhiều lần nên mình biết rằng là cái giá của nó chỉ ngang với giá bán lẻ ở ngoài mà thôi. Chào mọi người, hẹn gặp lại ở phần sau.